Chào anh em. Hôm nay Tuấn Audio Long An xin gửi đến anh em cái clip test đôi loa phổ thông Sanyo SB 9005A. Thì đôi loa này thì nó có cấu hình là bao quay, nó gồm một bát 30, một mic và một trap dome. Thì mình sẽ đi tới quay cận cảnh cho anh em xem ha. Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu. Đây, màn là màn giấy anh em. Gân là gân mút. Gân mút ha. Gân này là gân còn rin luôn nè. Gân này gân mút rin của nó luôn ha. Bát là bát 30. Bát cũng khá là lớn. Còn mic. Đây là một mic. Mic giấy luôn ha. Đây, đây quay cho rõ ha, mic giấy. Và một chép đơm. Anh em thấy không? Hàng này nè, nó về nè. Lâu quá rồi ốc nó bị nó tèn đó, thì em không có thay, em để cho nó rin. Bác nào muốn thay alo ok là em thay, còn không thay mình để cho nó rin cái nguyên con ốc nó. Đây nó SB 9005 ha, không có nét. Đấy, SB 9005 nha anh em, công suất là 150W, trở kháng là 8 ohm, nó cắt tần số từ 32 đến 20.000 Hz đó. Đây em quay cái loa bên đây ha. Bên đây thì nó cũng y chang như vậy, tình trạng thì nó còn đẹp nguyên riêng tất cả đó. Thì loa này nó cao khoảng 77 cm, bề ngang nó là 37 và chiều sâu nó là 30. Thì loa này còn góc cạnh còn khá đẹp, không có mẻ, không có sức gì hết ha. Đó anh em thấy không, cây bên này cũng vậy ha. Thì con này giá nó rất là mềm, karaoke hát hò ok hết. Bass 30 rồi, quay sau lưng đó ha. Này góc cạnh còn đẹp ha. Đôi lo này em đang bán với giá là 6.300.000 đồng, bao riêng tất cả. Em ship hàng toàn quốc. Anh em nào yêu thích thì hãy liên lạc với em qua số điện thoại 0164361245. Em cũng đang ghép nó với cái âm ly em cái này em không ghép âm ly mà em ghép bộ rề bao của Yamaha. Đó là rề là C45, bao là M45, là bộ đôi. Hàng này bộ đôi này nè, bộ đôi hàng xuất Mỹ, chạy điện 120. Con cái bao nó chạy 4 con, 8 con xanh đen thứ của Luckman á, cho chất âm khá là hay. Nó có lát A này nè. Đây, lát A, auto lát A nha. Đèn nước nó rất là đẹp. Đây là em hát nhỏ nó không lên, bây giờ mở lớn nhạc cho anh em thấy đèn nó lên cực đẹp nha. Đèn không có bị mờ luôn nha. Đó. Rất là khá trong tầm giá. Giá con này thì nó 6.3 thì nó quá rẻ đi. Là những giọt nước cứ rơi mưa không biết khi xưa mưa về. Cùng nào nề lê bước đêm khuya. Bát rất là ấm ha. Xuống đời nhau vội vã. Quay cận cảnh cái rề ha. Đó. Nó có chức năng, nó là hai bát mic là để chỉnh giọng ha, trap. Nó hay hơn người ta. Và một cái điểm đặc biệt của cái hàng rề của Yamaha C45 này là cái low note
cái low note thiệt mà này nè, nó chỉnh được giống như không phải là bật low note chết giống như là những cái dòng khác ha. Đó nè, bắt đầu để nữa low note đây thì mình mở volume lên nó khác à, nhưng mình muốn low note nó mạnh lên nữa thì mình cứ tăng lên thôi. Đó thấy không, làm cho tiếng bass chép nó mạnh hơn nữa. Đó, để cứu ra những cái đôi lò nào mà yếu thì cứ đánh với nó là cũng ok luôn. Đó, thì bộ rebound này còn khá là đẹp. Đây, nắp lưng ở đây, chân cẳng của rắc bông sen của bộ rebound này là toàn là mạ vàng hết nha, vàng ống nha anh em, rất là đẹp. Là biết đồ hàng nó cao cấp rồi. À, sức Mỹ nó xài điện 120V ha. Hôm nay em làm cái clip này em xin giới thiệu đến em cái đôi lo này. Thì cũng như mọi khi chương trình khuyến mãi, ai chốt đôi lo này em sẽ bao ship, chuyển tiền em sẽ bao ship. À, tình trạng là bao nguyên zin. Rồi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều.